Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau mở ra ở trong sách Matthew chương 25. Yeah, we continue in the Bible, Matthew chapter 25. Chúng ta xem từ câu 31 cho đến câu 40. Verse 31 to 40. Từ câu 31 đến câu 40. Chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Tôi sẽ đọc trước một câu và xin Hội Thánh đọc câu kế tiếp. Từ câu 31. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Amen. Yeah. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ nhất của chiên và dê. Today we mentioned about the first part of sheep and goat. Chúng ta đã từng nghe những cái bài giảng về chiên và dê. I know you have heard a lot about this. Và đôi khi chúng ta lại hiểu một cách không chính xác về điều này. And maybe sometimes we misunderstand it. Điều đó làm cho chúng ta trở nên hoang mang, không biết ai là chiên, ai là dê. And we confusing who's the sheep and who's the goat. Và Kinh Thánh được sự bày tỏ của Chúa Giêsu cho chúng ta. And the Bible through Jesus was exposed to us. Mỗi một phần bày tỏ đó là một cái thời kỳ mà Chúa Ngài mở một cái bức tranh lớn ra. Each of that is a period of a bigger picture for us. Chúng ta đã bắt đầu học ở trong Matthew đoạn 24. We starting from Matthew 24. Đó là phần đầu của cái sự bày tỏ của Chúa về điềm tận thế và ngày Chúa Giêsu trở lại. That is the first part of the sign when Jesus come back. Trong đoạn 25 thì phần đầu tiên cho chúng ta biết về 10 người nữ đồng trinh. And the first part of 25 is about 10 bridesmaids. Có 5 người khôn và 5 người dại. 5 was wise and 5 is not. 5 người khôn và 5 người dại này tất cả đều là đồng trinh. Điều này muốn nói lên là họ là người tin Chúa. Of them is virgin, which means they are Christian. Họ là người đủ tiêu chuẩn để vào tiệc cưới. They have enough standard to in the wedding. Bởi vì họ đều có dầu và có xin lỗi có đèn và có dầu theo trong bình của mình. Because all of them have the lamp and the light. Nhưng 5 người khôn thì đem dầu theo. But the five wise ones have more. Còn 5 người dại thì chỉ có dầu ở trong đèn thôi. But the other five only have in their lamp. Trong văn bản Kinh Thánh này không nói về Thánh Linh. It doesn't speak about Holy Spirit. Nhưng mà nói về đời sống chuẩn bị. But it's about preparing your life. Chúng ta có hoàn toàn để tỉnh thức để gặp gỡ Chúa hay không? You have the chance to awake to see God. Và chàng rể thì đến trễ. And room is late. Mà cả 10 người nữ này đều ngủ gục hết. And 10 of them fall asleep. Nhưng mà khi chàng rể đến But when the room thì came, tất cả 10 nàng đều thức. All 10 of them awake. Nhưng mà chỉ có 5 người dạ, người khôn là được vào trong tiệc cưới. But only 5 were invited. Bởi vì họ có dầu đem theo trong bình. Because they have extra oil. Còn 5 người dại khi họ thức dậy thì dầu đã không còn ở trong đèn nữa. And the other 5 they have nothing. Họ đến với cái người khôn và nói rằng hãy chia cho tôi bớt với. They ask for the spare oil. Nhưng mà 5 người khôn nói rằng e rằng không đủ cho tôi với chị. But the wise one said it's not enough for both of us. Thì hãy đi đến cái chỗ mà bán dầu đó rồi mua đi. Came to the seller. Trong khi 5 người dại này đi đến chỗ bán dầu thì lúc bấy giờ cửa tiệc cưới đóng lại. And while they're going, the wedding is closed. 5 người dại này ở lại. They say outside. Không được dự tiệc cưới. Not invited to the wedding. Nhưng không có nghĩa là 5 người dại này không được cứu.
doesn't mean they're not being safe. Họ không có được đón đi trong cái lần đầu mà Chúa ngài tái lâm ẩn hiện. They was not taken up to heaven when God Jesus came back the first time. Liên tục nhắc chúng ta về sự tiết độ và tỉnh thức. So, Bible reminds us about humble. Để khi Chúa trở lại, ngài đón tôi và anh chị em đi với ngài. So when God came, he would take we. Nhưng nếu chúng ta mãi mê ở trong trần gian này, đam mê về vật chất, đam mê về của cải, đam mê về quyền lực, đam mê những thú vui, thì e rằng chúng ta sẽ ở lại để trải qua đại nạn. But if we blend into this world, we will be left back. Và điều đó chắc hẳn tôi và anh chị em không muốn, phải không ạ? None of us want that to happen. Nên tôi và anh chị em luôn luôn phải trở thành những đứa con vâng phục Chúa. So become an obedient child. Yêu mến Chúa và hầu việc ngài. Love God and serve him. Trong cái ví dụ thứ hai mà chúng ta học đó là ta lân và trách nhiệm. In the second example is about talent and responsibility. Trong tuần rồi chúng ta đã học về điều này. We learned about this last week. Và những người có hai ta lân và người năm ta lân trung tín làm rợi lai ra 100%. The one have two and five, they make it double. Họ được Chúa đón chào. They were welcome. Và Chúa nói là gì? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. And God said, my good and faithful servant. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Come with me. Đó là một cái lời khen mà tất cả những tôi tớ đều mong chờ từ nơi chủ của mình. That is a compliment that all of us needed. Tôi thiết nghĩ tôi và anh chị em rất cần điều này. You and I, we all need it. Chỉ cần Chúa khen đúng không ạ? A compliment. Hỡi đầy tớ ngay lành. Hỡi đầy tớ trung tín. A good and faithful servant. Được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Come with me. Còn cái người có một ta lân đem chôn giấu thì sao? About the one that have only one. Họ không làm rời ta lân đó. They didn't make it out. Họ đem chôn và họ cất giữ cẩn thận. They hid it. Và Chúa nói cái người đầy tớ biến nhát này. And God said, you lazy servant. Hãy quăng ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Throw it out in the dog where it's crying. Họ là đầy tớ được Chúa tin, được chủ tin và giao cho một ta lân. They were all the one who being trusted by God. Nhưng họ không có sự trung tín. But they did not faithful to him. Cho đến cuối cùng thì họ bị quăng ra khỏi chủ. So in the end, they were thrown out in the dark. Không được ở trong sự hiện diện của chủ. Not staying in the presence of God. Nói một cách khác, trong trời mới, đất mới và Jerusalem mới. In another way, new world, new Jerusalem. Họ không được ở trong Jerusalem. They're not inside. Nhưng mà Jerusalem, họ ở ngoài Jerusalem. But outside of it. Họ phải cùng chung với những con người chưa đủ tiêu chuẩn. With the one that had not enough standard. Và ở trong đất mới. And a new world. Muốn vào được Jerusalem mới là phải cần có dùng cái lá cây sự sống để mà chữa bệnh. You need the leaf of the living tree to heal. Để họ có thể vào được trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. So that they can be inside the Jerusalem. Nhưng tôi và anh chị em là người trong giao ước mới. We are the one in new conversion. Là người tin Chúa và yêu Chúa. A new believer. Thì chắc chắn một điều rằng tôi và anh chị em chắc được sự cứu rỗi. We are ensured that we have. Theo lời hứa của Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được cứu. As his promise, we will be safe. Còn những việc làm theo xác thịt, but the one that do what the flesh, hoặc là nếu việc làm theo luật pháp, or by the law, thì chúng ta được ban thưởng hay là không ban thưởng. We were gifted or not. Hôm nay chúng ta nói đến một cái chủ đề khác cũng là trong kỳ tận thế. Today we mention a new one. Phần kinh thánh trong đoạn 25 trong cái tiêu đề của câu 31. Matthew 25:31. Ở đây nói về sự phán xét sau cùng. The final judgment. Đây không nói về sự tái lâm ẩn nhiên của Chúa Giêsu. Not mentioned about the comeback of Jesus. Tái lâm ẩn nhiên là sự tái lâm lần đầu tiên giữa nơi không trung. The first comeback of Jesus was in và ngài đón tiếp hội thánh ngài lên trên với ngài. And he take the church with him. Kinh thánh nói rằng khi chúng ta được đón tiếp thì chúng ta ở cùng Chúa luôn luôn. Bible said we will be with him forever. Nhưng mà những người còn ở lại thì họ phải trải qua đại nạn. What about the one that left back? Left behind. Hội thánh thật sẽ được cất lên. The real church will be taken. Nhưng mà những đồ tín đồ xác thịt con đỏ thì họ bị ở lại để trải qua đại nạn. But the one being left back, they have to suffer. Và sau 7 năm đại nạn đó, and after 7 years, nếu họ còn sống, if they still alive, thì họ sẽ được chuyển vào 1000 năm bình an. They will go into a 1000 year peace. Và 1000 năm, sau 1000 năm bình an thì Satan bị được thả ra một lần nữa. And after that, Satan will be released once. Để sàng sải và quyến rũ, quyến dụ những dân ở trên đất. To lust everyone that was left behind. Thì lúc bấy giờ tòa án lớn và trắng và sự phán xét cuối cùng được bày ra. And after that, the white judgment will be come. Trong thời đại 1000 năm bình an này. In that 1000 years. Đức Chúa Trời đã cất hội thánh lên rồi. God already take the church. Nhưng mà dân Israel còn sót lại. But the left behind và Israel. Những
người trải qua đại nạn còn sót lại, and one who still live after thì họ years, được sống qua 1000 năm bình an. They will have 1000 years peace. Tuổi của những người trong thời đại 1000 năm bình an rất lâu, sống rất lâu. Their age is very long. Chết trăm tuổi thì gọi là chết trẻ. You die at 100, that is die young. Và có người sống hàng ngàn tuổi. And they live for thousands. Giống như ages. Thời ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người vậy. Just like in the beginning. Methuselah là người sống lâu nhất. 969 tuổi. The longest one is 969. Chúng ta tưởng tượng một người sống 969 tuổi. You imagine the one that lived for 969 years. Như vậy thì nếu mà trong cái thời gian như vậy họ sống như vậy thì họ rất là thọ, đúng không anh chị? I say that a very long time. Còn bây giờ chúng ta sống bao nhiêu? What about us? Tuổi tác chúng tôi đến được 70. 70s. Còn không, 80. 80s. Nhưng mà kêu ca của nó rất quá là lao khổ cho 48. But we suffering during that. Đó là Thi Thiên 90, nói như vậy. That was in Psalms 90. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 thì Chúa giới hạn tuổi con người là 120 năm. Genesis chapter 6, God said it will be 120. Nhưng Chúa nói trong điều lầm lạc là người chỉ là xác thịt thôi. But we are only flesh. Nếu sống trong tội lỗi, càng tội lỗi thì phải chết sớm. If we still live in sin, we will die soon. Bởi vì nếu tội càng nhiều mà sống càng lâu thì sinh ra tội nhiều hơn. Because the more sin we make, the longer we live, just more sin that we have. Cho nên Chúa giới hạn tội lỗi của con, so God, giới hạn thời gian của con người. So God limit the time of us. Nhưng mà trong đoạn Thi Thiên 91, but in Psalms 91, thì Chúa nói rằng là Chúa sẽ cho chúng ta thỏa lòng sống lâu. God will give us long life. Để thấy sự cứu rỗi của người. To see the salvation of him. Cho nên không có phải là chúng ta muốn chết là dễ. So it doesn't mean we just die for ourselves. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với 10 anh em. I spoke to a brother yesterday. Người này trước khi tin nhận Chúa. Before believing God. Thấy cuộc sống nó nản quá. He says his life is boring. Và người này cứ sáng thức dậy rồi ăn rồi đi làm. He just wake up eating and go to work. Chiều thì lại về ngủ rồi sáng có sức để ăn để đi làm. Back to the house. Người này chán quá mà quyết định là tự tử. He commit suicide. Nhưng mà tự tử ba lần không chết. But free time doesn't. Thế là người anh ở Mỹ về và làm chứng người này tin Chúa. So his brother in US. Và người anh em này nói bây giờ mới thấy đời sống có ý nghĩa. And when he believed in God, he said that the life is meaning. Cho nên nếu chúng ta còn sống, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. So when we live, we để làm công việc của Chúa. To do his work. Để yêu mến Chúa. To love him. Để phục vụ Chúa. To serve him. Còn nếu chúng ta Chúa đem chúng ta về thì cứ về. But when God take us up, just go. Chúng ta không còn sợ vấn đề đó nữa. We're not afraid of that. Vừa rồi thì một người anh em hầu vị Chúa với chúng tôi cũng khá lâu. A brother, we meet. Trước đây thì hội thánh cũng mượn cái chỗ đó nhóm. Đó là mục sư Bùi Mạnh Hùng. He been in the church at mục sư Bùi Mạnh Hùng. À, Bùi Mạnh Hùng. Cách đây khoảng 4-5 năm thì ông bị đột quỵ một lần. He was stroke about 4 or 5 years. Sau đó ông khỏe lại và chạy xe gắn máy được. He came back and he can still ride a bike. Nhưng vừa rồi thì ông cũng cảm bệnh sau đó. But he have some fever. Ông đi xuống tận ruột để bấm huyệt. And he go to the doctor. Chúng ta không có gọt công hả? Gọt công bấm huyệt. Dạ, mà cũng không biết là do cái người bấm huyệt hay là do sức khỏe của ông không biết. And he go some therapist. Bấm xong người đơ luôn. And he having a stroke again. Và đơ xong rồi đi luôn. And he go. Mới 59 tuổi thôi. 59. Nhưng mà thật ra thì Chúa đôi khi công việc của Chúa dùng ông xong rồi. Maybe his work on us is done. Thì Chúa đem ông đi. And God take him up. Mà nếu ta chưa xong thì sao? What if we not done? Tiếp tục ở lại. Continue to stay. Để làm công việc Chúa nữa. To finish our work. Nói như Phaolô nói rằng nếu tôi đi thì đi với Chúa thì sướng hơn. Just like Paul said, I want to be with God. Nhưng nếu tôi ở lại thì ích lợi cho anh chị em. But if I stay, it will be good. Cho nên ngày nào mà còn ích lợi cho công việc Chúa. So the more I live on earth. Còn ích lợi cho hội thánh. May profit for the thì Chúa vẫn cho chúng ta còn. God will make us stay. Còn nếu Chúa nói xong rồi con. And, but when we finish. Chúa đưa xe ngựa lửa đến đón mình đi thì đi ha. That's the time our life finish. Cho nên cũng không có phiền Chúa phải không? What doesn't bother that? Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần sự phán xét sau cùng. So we back to the final judgment. Ở đây không dành cho thời đại của hội thánh. And not for the time of the church. Mà đây là thời đại hậu đại nạn. But the time. Tức là 1000 năm bình an. Which means in 1000 years. Chúng ta nói rằng khi con người ngự trong sự vinh hiển. Verse 31. Mà đến cùng những thiên sứ thánh. And all the angels with him, then he be sit upon his glory. Đây là lời hứa của Chúa. This is his promise. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Công vụ đoạn 1 câu 11. The book of Acts chapter 1 verse 11. Dạ, xin người chiếu máy chiếu lên ạ. Công vụ đoạn 1 câu 11. The book of Acts chapter 1 verse 11. Chúng ta đọc cùng với nhau. Và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi cứ ngóng lên trời mà làm chi? Giê-xu này sẽ được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Nếu mà Chúa có hứa rằng Ngài sẽ trở lại không? God promised that he will Ngài trở lại như thế nào? He will be back. Ngài trở lại như cách Ngài lên trời. He'll be back like the way he been taken up. Chúng ta xem Khải Huyền đoạn 1.
Revelation chapter 1. Khải quyền 1. Chúng ta xem câu số 7. Verse 7. Chúng ta cùng đọc chung. Kìa, Ngài đến như những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Đây là sự xác định rằng Ngài Chúa Giêsu trở lại lần một cách hiển nhiên. This is a proof that Jesus will come back absolutely. Là Ngài đến như là lúc Ngài lên trời. He came just like the way he go. Đến nỗi những kẻ đâm Ngài cũng thấy. The one who pierced him will see. Nhưng mà những kẻ đâm Ngài sẽ được sống lại trong ngày sau đó. Even the one that killed him will see. Mà thấy Chúa ngự trên mây trời mà xuống. And see him on the cloud. Điều này được ghi lại rõ ràng ở trong Khải quyền 19. Revelation 19. Câu 11. Verse 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Revelation 19 verse 11. Và chúng ta xem qua đoạn 20. And chapter 20. Đoạn 20 thì chúng ta thấy ở trong câu 11. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đưa ngồi ở trên trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết. Chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Chapter 20 verse 11. Đây là cái viễn cảnh gọi là sự phán xét cuối cùng. This is the final judgment. Như vậy, sự phán xét cuối cùng thì tất cả mọi dân tộc đều sống lại hết. So with this, every nationality will be alive. Đối với người chết trong Chúa đã sống lại trước thời đại 1000 năm rồi. The one who died, the one who believed in God already revived before. Họ được Chúa cất lên nơi không trung gặp Chúa. They've been in the mid-air. Và những người tin Chúa, trung tín và đang sống sẽ được biến hóa cũng được cùng được cất lên. And the one who been taken with God will be transformed. Cho nên một ngày nào đó, nếu ai đi đến đây mà không thấy có người nhóm lại thì có nghĩa là họ đi rồi đó. So one day if you came to the church and there's only you, which means họ bỏ you lại cái căn nhà này. You don't want to be left back. Nhưng mà cũng có thể căn nhà này sẽ được sử dụng cho công việc của Chúa sau 1000 năm. But maybe this house will be used. Chúng ta không biết được. After 1000 years, we never know. Nhưng mà tôi và chị em đã ở với Chúa luôn luôn trong thân thể vĩnh hiển. But at that time we already with God. Và cùng cai trị với Chúa 1000 năm trên đất này. And being with God for 1000 years more, forever. Như vậy thì nếu chúng ta là người trung tín, chúng ta sẽ được cất lên trước đại nạn. So if we the faithful one, we will be taken up before the 7th. Nếu chúng ta là người trung tín và vâng phục, chúng ta sẽ được Chúa Ngài đem đi sớm. God will take us soon enough. Còn không thì có thể trải qua đại nạn, hoặc là chúng ta sẽ có một kỳ 1000 năm bình an. Or we will be live for 1000 years on earth. Và 1000 năm bình an thì Đức Chúa Trời có cái tiêu chuẩn sự cứu rỗi của 1000 năm. And God have a different standard for salvation. Trong thời đại này thì sự cứu rỗi là như thế nào? In this time, in our time right now. Điều kiện để được cứu rỗi là gì? What's the required? Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. By the grace of the faith, you've been saved. Kinh Thánh dùng cái từ là đã được cứu rỗi chứ không phải là sẽ được cứu. You have been saved, not will be saved. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 chúng ta thuộc câu này đúng không? John 3:16. Chúng ta cùng đọc nè. We all know that. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy ở đây nó là được sự sống, đây có nghĩa là đoạt được rồi, have eternal life. Nắm chắc rồi. I mean you already have it. Được cái vé của công dân thiên quốc rồi. You have the ticket to heaven already. Thêm một câu nữa ở trong câu 36, đoạn 3 câu 36. John 3:36. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ở đây nói rằng ai tin con thì được, từ được này có nghĩa là quá khứ hoàn thành. Vậy thì anh chị em có tin con chưa? It was happy in the present perfect. Nếu chúng ta tin con thì chúng ta được sự sống. I mean you already have it. Và đây là điều chắc chắn. And for sure you. Cho nên giai đoạn mà tôi và anh chị em đang có đây đó là giai đoạn phước hạnh nhất. So the time that we have right now. Không phải giai đoạn 1000 năm bình an là phước hạnh đâu. Doesn't mean 1000 is better than this. Giai đoạn 1000 năm là phước hạnh trên đất. That is the blessing on earth. Nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn ưu tiên dành cho những người được cứu chuộc mà nhờ ân điển bởi đức tin. But our time right now is prioritized for. Chúng ta không phải được cứu nhờ việc làm. We not saved by our hands. Nhưng chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin. But by the grace of the faith. Và chúng ta được phần thưởng nhờ việc làm. And we be a world with our work. Chúa Giêsu hứa ta đem ta sẽ đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta.
God said, I will be back with a reward for you. Để trả cho mọi người tùy theo công việc của họ làm. Give you depend on what you do. Như vậy thì chúng ta những cái việc làm theo trong Chúa đó là chúng ta được phần thưởng. Which means what we do in the church is that our reward. Chứ không phải nhờ việc làm mà được cứu. We're not being saved by it. Và có một câu ở trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 26. Gia Cơ đoạn 3 câu 26. Give me a second. James chapter 2 36. Trong câu này nói như thế nào ạ? Nếu đức tin mà không có việc làm thì đức tin chết. Faith without works is death. Có chưa ạ? Câu 16. Xin lỗi. Gia cơ đoạn 2, Gia cơ đoạn 2 tôi nhầm. Câu 26, dạ. James chapter 2 26. Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Ở đây không có nói về đức tin phải cộng với việc làm mới được cứu. Doesn't mean faith with word will we save. Nhưng phần kinh thánh này Gia Cơ cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta tin thì đức tin nó cần phải có hành động. But faith need to be shown by action. Nó đơn giản giống như là khi một cái người mù kia Chúa sức trên mắt của người đó và kêu hãy đi đến ao Siloe và rửa. Just like when God healed a blind one and God said wash your eyes. Người này có đức tin. Water. Nhưng mà cộng với việc làm để được chữa lành. He have faith and he do as commanded and he been. Còn sự cứu rỗi thì đức tin nhờ ân điển chúng ta được cứu. But by salvation not saved by the faith with grace. That's two different. Đức tin không phải đồng một thứ với luật pháp. The faith with the law is two different thing. Ở trong sách Galati đoạn 3 câu số 12. Galatians chapter 3 12. Và luật pháp không phải đồng một thứ với đức tin. Law nhưng có chép rằng ai làm theo điều răn nhờ đó mà sống. Law is not the same with the faith. Như vậy ở đây không nói là nhờ làm theo điều răn mà nhờ đó được cứu. You're not being saved by the law. Mà làm theo điều răn nhờ đó mà sống. But you live by the law. Từ cái câu kinh thánh này sứ đồ Phaolô đã dẫn chứng ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 18 câu số 5. Leviticus chapter. Như vậy cái sự sống này đó là gì? Sự sống được thịnh hành, sự sống là tức là cái phước hạnh thuộc thể. Leviticus chapter 5 verse 28. Người nào làm theo thì nhờ đó mà sống. You follow by the law, you will live. Tức là giữ luật pháp là nhờ đó mà sống. You live when you keep. Làm theo điều răn mạng lệnh thì điều đó chúng ta được phước. And you've been blessed with it. Nhưng mà được cứu là bởi nhờ ân điển mà đức tin. But you've been saved. Mà chị em phân biệt cái điều này nhá. Như vậy con bà chị em được cứu nhờ ân điển mà đức tin chưa? You've been saved by faith and grace. Điều đó lời hứa của ai? By the promise of God. Của Chúa và Chúa có nói dối không ạ? Ngài không bao giờ nói dối. He never lied with us. Mà Ngài thành tín. And he faithful with us. Nhưng mà làm theo luật pháp thì nhờ đó mà sống. And you follow the law, you will live. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ được cứu hay là chúng ta đã được cứu ạ? So you will be saved or you have been saved. Căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời, tôi và chị em tin nhận Chúa Giêsu là tôi và chị em đã được cứu. Which means we have been saved. Và khi chúng ta tin Chúa, chúng ta giống như là một cái người mẹ cưu mang đứa con. When we believe in God, we're just like a pregnant. Đứa con nó dần dần lớn lên và hình thành cho đến khi được sanh đứa con ra. Our pregnant just keep growing and growing. Đó là sự trưởng thành ở trong Chúa. That is the growing in spirit. Ngày hôm nay trên trang mạng có những cái sự gọi là tranh chiến điều này rất lớn. Today there's many wars on Facebook. Có người thì nói rằng tin Chúa chưa được cứu. Some people say mà gọi là tin Chúa đang được cứu. You will be saved. Chết chưa chắc được cứu. Và khi Chúa trở lại thì mới được cứu. You only been saved when God come back. Some people say that. Như vậy thì bây giờ tôi tin Chúa mà tôi chưa chắc được cứu thì như thế nào ạ? So if you believe in God but you're not sure that you will be saved. Vậy thì những người thầy tu như là ông Thích Minh Tuệ thì chắc là được cứu hơn ạ. So what about the one that in Buddha? Bởi vì ông không có làm gì ác hết trơn á. Because he doesn't do anything evil. Con kiến ông không dám đạp nữa. He not even kill an ant. Thậm chí ông ăn một ngày, ông ăn có một bữa, ăn một chút xíu cơm vậy thôi. He eat one meal a day. Ông không làm gì hết. He doing nothing. Ông không hại ai hết. He doesn't harm anyone. Ông đi ra ngoài quan mạc gì đó, ông đi vào rừng, vô núi vậy đó, ông ở đó. He just live in the forest. Ngủ còn không dám nằm nữa. He doesn't sleep. Như vậy nói về cái việc mà thánh thiện thì ông thánh thiện hơn mình không? He is poor. Nói về việc làm thì ông hơn mình không? Compared to work. Nhưng mà được cứu không? But he not. Không. No. Được cứu là nhờ ân điển của Chúa ban cho và đức tin tôi tin Chúa Giêsu. You've been saved by the grace and your faith. Như vậy nếu mà tôi ân điển đã được ban cho rồi mà nếu tôi tin Chúa Giêsu mà tôi không chắc chắn tôi được cứu nên tôi tin làm cái gì? So if you believe God but you're not sure you will be saved. Tôi vừa tin tôi phải lo lắng, tôi sợ hãi không biết tôi có được cứu hay không. Then you believe God for what? Không biết tôi uống cái nước Avabina này tôi có ở địa ngục hay không? What if you drink this and you've been in hell? Bởi vì có một ông mục sư đến đây và nói rằng mục sư, tại sao mục sư uống nước Aquafina? Some people said, why did you drink? Tại sao mục sư uống Coca-Cola? Why did you sing? Tôi nói có sao không? Tôi hỏi có sao không? What's the problem? Ông nói Aquafina và Coca-Cola, Pepsi là của Satan. He said this bottle and Coke is. Uống cái đó là ở địa ngục. You drink that, you go to hell. Tôi nói không có cái nào của Satan hết trơn. He said nothing. Trên đời này có cái nào của Satan không ạ? Nothing belongs to him. Tất cả đều là của Chúa.
everything is from God. Ủa như vậy đi, chẳng lẽ sự cứu rỗi nhờ huyết Chúa Giêsu và tôi uống một chai Aquagena này tự nhiên tôi ở địa ngục à? You say by the blood and you've been healed by the drink. How is that? Và chúng ta đồng hóa huyết của Chúa Giêsu với cái chai Aquagena này à? And you make the blood of God the same as this bottle. Có một thứ nào thánh khiết hơn, tốt hơn bằng huyết của Chúa Giêsu không? Nothing is better than. Có một giá nào để xưng lên bằng công mình hơn huyết của Chúa Giêsu không? No price is higher than that. Có một sự thanh tẩy nào sạch hơn huyết của Chúa Giêsu không? Nothing cleaner than that. Có một giá nào trả để chúng ta được chuộc một cách hoàn hảo bằng huyết của Chúa Giêsu không? Nothing is good as the blood of Christ. Và tôi nói mà chị em, không có một cái gì có thể so sánh với huyết của Chúa Giêsu. I said nothing. Cho nên một lần nữa, ở hội thánh nào nói tôi không biết. Nhưng riêng hội thánh của tuần Rema, tôi khẳng định với bà chị em, lời của Chúa hứa chúng ta tin Chúa Giêsu và chúng ta chắc chắn được cứu. I declare with you that when you believe in God, chắc chắn rằng tôi được cứu bởi nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ. You say by the blood. Vì nhờ ơn điển và đức tin mà tôi được cứu. By the grace and your faith. Amen. Amen. Lúc này thì lúc có nhiều cái sự tranh luận trên mạng lắm. There's some argument. Cãi với nhau đủ thứ hết. They fight over. Rồi đôi khi có những anh em trong thánh, ngứa ngứa, cái này cũng nhảy vô cũng cãi luôn. Just keep joining. Tôi nói với anh chị em rằng tôi không có thời gian để làm việc đó. I said to you, I don't have time for that. Tôi có thời gian để đi cứu người. But I need time. Để đi đào tạo môn đồ để trở thành những môn đồ của Chúa Giêsu. Training the apostle for God. Tôi không có thời gian để tranh luận những cái điều trên đó trên mạng. I don't have time for that. Ai muốn tin rằng làm theo luật tin Chúa Giêsu mà phải làm theo luật pháp mới được cứu thì cứ tin. If you want to believe, you save, you will be saved by the Lord. Just keep. Điều này đã được Kinh Thánh khẳng định rồi. This already saved by the Bible. Ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 15 câu 1. The book of Acts chapter 15 verse 1. Công vụ đoạn 15 câu 1. Chai này mới nè, con uống cái này đi. The book of Acts chapter 15 verse 1. Chúng ta đọc cùng nhau ạ. Có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu. Chúng ta thấy họ, họ dạy rất là hay không? You see that what they teach. Anh em đừng có amen với câu này, câu này không phải là không phải là chân lý. Don't amen to this. Câu này là một cái ghi lại việc mà những người Giu-đê dạy các môn đồ như vậy. It's just a recording. Họ nói gì? Tin Chúa chưa đủ. They said believe God is not enough. Phải làm cắt tì nữa thì mới được cứu. You need to cut yourself. Bây giờ chúng ta xem câu 5. What about verse 5? Let's see. Đoạn 15 câu 5. Act 15 verse 5. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt tì theo những người ngoại và cắt bì cho những người ngoài và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se. He said must be circumcised and be required to follow the laws of Moses. Như vậy người Giu-đa thì dạy rằng là làm tin Chúa và cộng với lễ cắt bì thì mới được cứu. So, Judah, they said believe in God and circumcised. Còn người Pharisee nói rằng tin Chúa cộng lễ cắt bì cộng làm theo luật pháp Môi-se thì mới được cứu. But Pharisee, they said believe in God, circumcised and the laws of Moses. Vậy thì hai cái dạy này cái nào là đúng? Which one is true? Lời dạy nào đúng? Which one is correct? Cả hai lời dạy này đều sai hết. Nothing. Bây giờ chúng ta đọc từ câu số 6 cho đến câu 11. Anh chị em sẽ thấy được cứu là như thế nào. Let's read from verse 6 to 11. Từ câu 6 đến câu 11. Chúng ta cùng đọc ạ. Từ câu 6 đến câu 11. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về điều đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Thánh Linh đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoài mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoài đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch. Và bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Vậy thì câu 11, nhờ cái gì để được cứu? Nhờ ân điển. Cái từ ơn này là ân điển của Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu. Verse 11, by the special favor. Như vậy có làm theo luật pháp Môi-se mà cắt tùy nữa không? So you don't need the law of Moses or circumcised. Không. No, we don't need it. Thế đó mà bây giờ người ta lại dạy là gì? Tin Chúa Giêsu chưa chắc được cứu. But now some people teach you believe in God is not enough. Mà phải làm theo luật pháp, giữ điều răn cho đến cuối cùng mới được cứu. Follow the law, keep the law till the end. Đây là một dạng gọi là tin lành pha tạp. This is missing Christian. Trộn lại tin lành và luật pháp trộn lại. You're mixing Christian and the law. Galati đoạn 5 câu 3 và câu 4. Galatians chapter 5 verse 3 and 4. Galati đoạn 5 câu 3 và câu 4. Chúng ta đọc cùng nhau.
Xin bắt đầu. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thải đều muốn cậy các luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi đấng Christ, mất ân điển rồi. Nhưng mà chúng ta được cứu là nhờ gì? Nhờ ân điển mới được tin. Mà bây giờ nếu chúng ta cậy các luật pháp để xưng công bình thì chúng ta gì? Mất. So we already been saved by the faith and grace. Mất ân điển, lìa khỏi đấng Christ. But when you mistake by the law, you lost it all. How's that? Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho không phải vô ích. The laws of God is not useless. Nhưng luật pháp ban cho là bà tại vì một cái lý do là tội lỗi gia tăng. But God gave us the law because sin has. Cho nên Chúa ban luật pháp để con người cái tội con người giảm lại. So giving us the law so that the sin will be reduced. Cái lý do được ban luật pháp được Sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Galati trong đoạn 3 câu số 19. Galatians chapter 3 verse 19. Galati đoạn 3 câu 19. That's the reason why God gave us the law. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Galatians chapter 3 verse 19. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp được đặt thêm vì cớ những sự phạm phép. Cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban cho bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Như vậy rõ ràng luật pháp được đặt gì? Thêm. So the law was made more. Ví dụ anh em đang đi trên con đường đó mà chỗ đó nhiều tai nạn quá, ngã tư nó nhiều tai nạn quá, cuối cùng là người ta đặt cái đèn xanh đèn đỏ. So example, if you see that many accidents on the street, they put on the sign. Là để làm gì? They put on a sign. Giảm tai nạn. To reduce the traffic. Cũng trong đoạn 3 này. Same in chapter 3. Chúng ta xem tiếp ở trong câu số 24 cho đến 26. 24 to 25. 24 đến 25. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Nhưng mà chúng ta không còn phục dưới luật pháp. Mean we not under the law anymore. Không có nghĩa là luật pháp không có giá trị. Doesn't mean the law is useless. Nhưng mà chúng ta được cứu không tùy vào luật pháp. But we not been saved by the law. Nhưng mà chúng ta lại được ban thưởng lại tùy theo luật pháp. But we are rewarded by. Ông và chị em phân biệt rõ điều này không? We need to discuss this. Sự cứu rỗi không có một cái gì có thể xen vào thay thế được ngoài việc chúng ta tin nhận Chúa Giêsu bằng huyết của Ngài chuộc chúng ta. Nothing can replace the salvation with the blood of Christ, only with blood. Cho nên tin nhận Chúa Giêsu là chúng ta được cứu rồi đó. Which means when you believe in God, you nhưng mà already làm được pháp để nhận nó mà sống. But you live by the law và được phước and been rewarded. Chúng ta xem thêm một câu nữa. Ông bà cho em ngồi trên ghế thật là vững nha. Để không đọc câu nào lên chúng ta té ghế luôn á. Stay still on your chair right now. Tôi là kinh thánh đọc nghe chứ không phải tôi đọc theo ý của tôi. Hebrew đoạn 7. Hebrew chapter 7. Câu 18 và câu 19. 18 and 19. Rồi, xin đọc. Như vậy, điều răn trước kia không quyền, không ích nên đã bị bỏ rồi. Bởi chưng luật pháp không làm tròn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Trở lại câu 18. Back to 18. Hình như cái bản dịch này ở trong cái máy đó nó sai. Ở đây nói là gì? Cái gì bỏ bị bỏ? Điều răn trước kia không quyền không ích nên bị gì? Bỏ rồi. Kinh thánh của ông bà chị em có từ bỏ rồi không? Trong kinh thánh của mình đó, có từ bỏ rồi không? À, như vậy là cái bản này không sai. Điều răn trước kia không quyền không ích nên bị bỏ rồi. The old requirement about the parish was set aside. Nó đâu rồi? Where is it? Nó bị bỏ rồi. It's gone. Wow. Cái ông Bủ này ông giảng tà giáo, ông Quỳnh Lam Bủ này ông giảng tà giáo, còn ông Quỳnh Như Bủ thì không có nha. So you might think there's something wrong here. Ai nói? Ông Bủ nói, ông Quỳnh Lam Bủ nói hả? Hay là lời Chúa nói? That's the Bible said. Bắt đầu kể từ nay chúng ta không dùng kinh thánh nữa. Phải bỏ rồi. Bị bỏ rồi. Không dám đúng không? Ở đây không nói kinh thánh bị bỏ. Mà cái điều răn. But the old requirement. Điều răn được cho thêm. The one that given more. Và bây giờ Chúa Giêsu đến. Ngài là đấng hoàn tất điều răn. And when God came, God finished. Và cái điều răn nó mục đích là để người ta đến gần Chúa. And from that we are drawn. Nhưng bây giờ mình gặp Chúa rồi cần điều răn để đến gần Chúa nữa không? But when we already with God, do we need the laws again? Cho nên bị bỏ đây không có nghĩa là vứt sạch rác. Set aside doesn't mean erase. Nhưng bị bỏ đây bởi vì sao? Có một điều trông cậy
dạy có một điều hy vọng hay hơn. Because we have a better hope than the law. Điều đó thay thế để chúng ta đến gần Chúa rồi. So that we can be near to God. Hồi trước đây là muốn vào được nơi chí thánh. If you want to be the holy chỉ place, có một ông thầy tế lễ thượng phẩm được vào thôi. Only the high the priest. Một năm một lần ông được vào trong nơi chí thánh. Once a year. Nhưng bây giờ thì sao? But now, chúng ta có được vào nơi chí thánh không? We've been in. Nhờ điều gì mà trên được vào nơi chí thánh? With what? Nhờ huyết của Chúa Giêsu. By the blood of Jesus. Bởi con đường mới mở ngang qua cái màn là ngang qua xác của Chúa Giêsu chúng ta được vào. By the body of Christ, we've been in the holy place. Trong Rô-ma đoạn 10 câu 19 20 ghi rất rõ. Như vậy bây giờ tôi được vào nơi chí thánh, tôi gặp Chúa rồi. So we're in the holy place, we see God. Tôi đã ở với Chúa rồi. We are already with God. Chúng ta chúng ta ở cùng Chúa luôn luôn. God, Bible says we with God forever. Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta bao giờ? We with God eternity. Vậy thì bây giờ tôi được ở với Chúa, tại sao tôi phải cần luật pháp để dẫn tôi đến gặp Chúa nữa? So we already with God, why don't we need a law? Ngày xưa cái đền tạm nó có 3 phần. Back in the day, the temple had 3 parts. Nơi hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. The hall, the inner room and the holy place. Và dân sự của Đức Trời không bao giờ được tới vào nơi thánh thôi, chứ đừng nói vào chí thánh. And the people, they never been through. Họ chỉ được hành lang thôi. They only stay on in the hall. Trong Thi Thiên 130 có một bài ca. Hãy cảm tạ vào các cửa ngài, hỏi ngợi khen vào hành lang ngài. In the palms. Cảm tạ vào các cửa, cảm tạ vào hành lang, không có được vào nơi thánh và nơi chí thánh. Worship in the gate, worship at the hall. Nhưng mà bây giờ ông bà trên chúng ta vào thẳng nơi chí thánh. But now we go straight in the holy place. Bức màn đã được mở chưa? The cover. Bức màn đã xé ra chưa? Been torn apart. Con đường đi thánh được mở ra chưa? We have the way into. Mở trời ơi, hay là tạm thời ạ? Eternity for. Mở trời ơi. And open it. Đợi rồi. Open it. Bà trên đi, con đường đi thánh mở đây rồi. The way to the holy place is eternity. Vậy thì chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta vào nơi chí thánh thì chúng ta còn đứng hành lang ngoài ạ. So we worship God where? Where do we worship God? Ngay tức khắc anh chị em và tôi được ở cùng nơi hiện diện với Chúa. You are in the presence of God. Tôi và anh em, tôi hội thánh và Chúa là một rồi. You've been one with Christ. Chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời của mình. We worship God. Chúng ta là tự do để ở trong nơi chí thánh. We're free in the holy place. Chúng ta kinh nghiệm và thấy được rồi, chạm được sự vinh hiển của Chúa. We experience and see and chỉ cần cho Chúa Giêsu đặt tay lên kẻ nào được lành. We lay hands and heal them. Người bị quỷ ám đặt tay trên người bị quỷ ám, quỷ ám quỷ nó phải ra khỏi. We cast out demons. Đó chính là nước trời đang ở tận anh chị em. That is the kingdom of heaven with us. Chúng ta đang ở trong sự hiện diện đời đời với Chúa rồi. We in the presence of God right now. Còn khi Chúa Giêsu trở lại là chúng ta thực nghiệm giữa thân hồn xác của chúng ta được biến thành thân thể vinh hiển. But when God came back and we're being transformed. Vì thân thể vật chất này không thể hưởng được cái vương quốc vinh hiển. Because this flesh body cannot have the. Cho nên cần phải được biến hóa. We need to be transformed. Còn nếu ngày hôm nay bà chị em muốn kinh nghiệm quyền năng đó, but if you want to experience, thì chỉ bước theo Thánh Linh và đừng làm những việc của xác thịt. Walk with spirit and do. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm trong quyền năng của Thánh Linh. And we have a different thing to say. Và tôi và bà chị em sẽ ở trong sự hiện diện Chúa đời đời. And we'll be in the presence of God forever. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời. Ở đây nói là điều răn trước khi công quyền công ích nên bị bỏ. So we back in verse 18. Bỏ là vì cớ có một điều hay hơn để thay thế. It was set aside because we have a greater, better hope. Ở đây ai còn xài cái điện thoại cùi bắp ạ? Who still have the old model phone? Có xài được nữa không? Không xài được nữa. No. Bây giờ cho dẫu anh em cái điện thoại Vitu gì đó mấy trăm triệu cũng không xài được luôn. Even though we have the virtual phone, we hồi trước đây nó là nền tảng 2G. It was 2G at that time. Nó chạy được. It's good. Nhưng bây giờ chính phủ cắt cái 2G. But now the 2G is no more. Mà nó dù cho nó còn đó nhưng mà cũng không thể nào sử dụng được. It's useless now. Và đã tại cái việc cắt cái 2G đó và chính phủ đã mở ra 3G, 4G và 5G. Now we have 5G already. Và thậm chí sắp tới là 6G. And the sixth one is upcoming. Tốc độ cực kỳ mạnh, cực kỳ nhanh. The speed is very strong. Như vậy cái 3G thay thế cho 2G. So the 3 replaces the 2. 4G sẽ thay thế cho 3G. The 4 replaces the 3. 5G sẽ thay thế cho 4G. The 5 replaces the 4. Cũng như hiện tại cái điện thoại của tôi đã đăng ký cái chế độ 5G. Right now my phone already have 5G. Tôi nói cho em nó chạy cực kỳ nhanh. The speed was fast. Bấm một cái là ra liền. One less than a second. Như vậy cái 5G nó đã thay thế cho 2G, 3G. So the 5 already replaced it all. Vậy tốt hơn hay là dở hơn ạ? It's better. Tốt hơn hay dở hơn? The better one. Hiện nay chúng ta gặp đỡ Chúa tốt hơn hay là dở hơn ạ? Right now we have the better hope. Chúng ta ở trong sự nhiều của Chúa tuyệt vời hơn hay là dở hơn ạ? In the presence of God right now. Chúng ta kinh nghiệm trong quyền năng của Thánh Linh của Ngài tuyệt vời hơn phải không? We experience the spirit. Và chúng ta kinh nghiệm mỗi một ngày chứ không phải là lâu lâu mới kinh nghiệm một lần. And we have that daily. Và Ngài hiện diện trong đời sống để đem lại cho ta một cái năng lực sống mới. And He's been with us so that we have a new thing every day. Chúng ta không còn phải vật lộn với những cái nan đề. We no need to struggle with our life. Chúng ta không phải mệt mỏi mà gặm nhấm cái sự nỗi đau, sự tổn thương. We don't have to suffer anything. Nhưng bởi quyền năng của Thánh Linh đem chúng ta trở lại trong một cái sự tươi mới và đặc thắng. But by the power of the Spirit, we have a new thing in our life. Mà mọi sự cũ nó qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Everything old has gone and new came in. Cho nên cái việc nói rằng là cái điều răn bị bỏ đó có nghĩa là nó không còn
cái hiệu năng. The old one is not powerful as a để chúng ta gần Chúa. We already have God. Bởi vì bây giờ có một sinh tế trọn vẹn hơn thay thế. Because we have the greatest hope of all. Các thầy tế lễ chỉ có một khoảng đời họ sống và phải thay thế liên tục. The priests they only have their life and they've been replaced all the nhưng time. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo 30 chức, ngài không chết. But Jesus Christ, he the high priest, he doesn't die. Cho nên ngài thay thế đời đời cho tất cả các thầy tế lễ thượng phẩm. Which means he replaces everything eternally. Vì vậy bây giờ chúng ta có duy nhất một thầy tế lễ, đó là Chúa Giêsu. Right now we have the greatest high priest. Là đấng đời đời cho tôi và chị em. The one that lives forever. Để chúng ta được kết nối với Cha. So that we've been connected to Father. Và không còn bị định tội. And doesn't have condemnation. Hallelujah. Amen. Như vậy thì dân sự Chúa đến với hội thánh vui mừng hay là đến với một cái tâm trạng sợ hãi? So we came to the church with joy. Vui mừng. Vui mừng ở trong ngày. Joy in the church. Yeah. Chúa ban ơn để chúng ta hiểu được lẽ thật này. And God make God open us all so we can understand this truth. À, bây giờ chúng ta trở lại ở trong Matthew chương 25. Back to Matthew 25. Ở đây nói về cái viễn cảnh của thời đại 1000 năm. It speak about a time of 1000 years. Lúc này tiêu chuẩn của sự cứu rỗi. The standard of salvation is different right now. Như khác biệt với lại cái tiêu chuẩn sự cứu rỗi bây giờ. Different from what we have right now. Họ là những người quan tâm chăm sóc dân sự của Chúa. They are the one who care about the servant of God. Israel sẽ trở thành trung tâm của sự thờ phượng. Israel will become the center of worship. Và mặt trời công bình sẽ chiếu sáng trên họ. And the sun of justice will rise upon them. Chúng ta xem Malachi đoạn 4. Malachi chapter 4. Đoạn 4. Câu 1 câu 2. Verse 1 and 2. Malachi đoạn 4 câu 1 câu 2. Đây chúng ta cùng đọc. Vì này ngài đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ, Đức Giê-hô-va vặn vân phán. Ngài sẽ đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại gì cho chúng nó, hoặc rễ hoặc nhánh. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Ở đây nói về cái thời đại 1000 năm này, đó là cái mặt trời công bình mọc lên cho. This time of 1000 years, the sun of righteousness will rise. Và trong cái cánh nó có sự chữa bệnh. With healing in his cái thời đại ngàn năm bình an này là một cái thời đại tuyệt vời. This is thousand years of greatness. Nhưng mà đây cũng là nói về ân điển Chúa dành cho những người còn sót lại. Which means the grace for the one that left behind. Nhưng mà sự cứu rỗi không phải là nhờ ân điển bởi đức tin nữa. But the salvation not come by grace anymore. Nhưng mà sự cứu rỗi dựa vào cái thái độ của họ sống là thờ phượng Đức Trời và phục vụ dân Israel. Right now it depends on their attitude. Cho nên ở đây nói như thế này: hỡi các người được Cha ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho ngươi từ khi dựng nên trời đất. We're back to Matthew 25 verse 34. Vì ta nói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta. Verse 35, for I was hungry, you feed me, I thirsty, and you gave me to drink, I was a stranger, and you invite me into your home. Và những người công bình thì nói rằng: Chúa ơi, có bao giờ con thấy Chúa đói, Chúa đau, Chúa khát đâu? And we verse 37 he said we never do nhưng that. Nhưng mà Chúa nói là gì? Bởi vì các ngươi làm cho những người đó là những người trong những người rất hèn mọn của anh em ta. When you did it to one of the least of these my brother and sister. Ấy đó là làm cho chính mình ta vậy. You were doing it to me. Có nhiều sự dạy dỗ nói rằng là nếu chúng ta không thương xót anh em mình, chúng ta không có thấy anh em mình đói, chúng ta không cho ăn thấy khác, không cho uống, là khách lạ không tiếp rước, trần truồng không mặc cho, đau không thăm viếng thì ở địa ngục. Bible said that you need to take care of your brother and sister. Như vậy vô hình chung nó đang dạy một cái lẽ đạo ngược lại với sự cứu rỗi. But this one is might be against what trong khi sự cứu rỗi nhờ ơn điển mà đức tin. We will say, but nhưng nếu chúng ta giảng cái phần kinh thánh này hay là nghe giảng là phải có việc làm, phải thương xót, phải dâng hiến, phải cho người ta, rồi cho ăn cho uống. But this part is teaching to be mercy and và cho rằng nếu cho ăn người ta cho con cái Chúa ăn, cho con cái Chúa uống thì mình được cứu, thì như vậy đâu phải được cứu nhờ ân điển nữa.
You've been saved by what you do for the church. Chứ bà đây đang nói về cái thời đại 1000 năm, tức là thời đại phục vụ dân Israel. But this is the time là dân sót lại sau đại nạn. When you serve the one that believes. Và những người tin Chúa sau đại nạn. The one who believe in God. 1000 năm bình an đó, Satan bị nhốt rồi. A thousand years there was no Satan on earth. Và nó là có một cái viễn cảnh tuyệt vời, người ta lấy giáo rèn làm cái lưỡi cày. All the weapon became the tool for farmer. Lấy những cái vũ khí chiến tranh để làm thành những dụng cụ của mùa gặt. There's no wars again. Bởi vì không còn chiến tranh nữa. Nothing more. Cái tính gian ác đã bị nhốt rồi. The evil is gone. Ma quỷ đã bị nhốt ở vực sâu không đáy trong đoạn 20 Khải Huyền câu 2 câu 1 câu 2. The devil been captured in Revelation chapter 20. Mà cho đến hết 1000 năm đó thì Satan mới thả ra tạm thời. But after 1000 years they've been released. Để dỗ dành dân chúng ở trên đất. To lust the people. Thì bây giờ cái tòa án lớn và trắng mới thể hiện ra. And that time the white judgment will come. Rồi bắt đầu trời mới, đất mới mới hiện ra. New world, new earth, new Jerusalem will come. Yeah. Chúng ta sẽ lần lượt học những cái điều này. And we will learn this later. Ông bà em sẽ tin trong lời Chúa chứ đừng tin vào sự đe dọa của một ai. Believe in the Bible, don't believe in the threaten. Như vậy, chúng ta thấy ở đây Chúa nói là gì? Những cái người mà quan tâm đến dân sự của Chúa. So the one who cares about the people. Trong thời đại 1000 năm đó thì người đó sẽ được cứu. In that thousand years you will be saved. Nhưng qua và đêm ngày nay thì chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được cứu rồi. But right now we already been saved by the grace. Do vậy chúng ta tin Chúa, chúng ta có Chúa bên trong. We believe God, we have God in us. Chúng ta có tâm tánh của Đấng Christ ở bên trong. We have His personality. Vậy thì Chúa có lòng thương xót không? And God have mercy on us. Chúa có lòng nhân từ không? God have everything. Chúa có đầy tình yêu không? God have love on us. Chúa có ban cho không? God giving us. Chúa có cứu giúp không? God saving us. Chúa có tha thứ không? God forgiving us. Có và có. Yes, yes and always yes. Như vậy không thể nào một ai nói rằng tôi có Chúa. So we mean nobody said that tôi có thánh linh của Chúa. I have the spirit of God. Mà lại không có bông trái của Ngài. But doesn't have his fruit. Bông trái tất yếu nó phải có. The fruit is absolutely mà needed. Liên tục có. And continuous. Bởi vì tôi và chị em có hạt giống không hư nát của Chúa bên trong. We have the eternity seed of him. Tôi có, chúng tôi có, chúng ta có thánh linh của Chúa ấn chứng bên trong. We have the spirit of God in us. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ chúng ta để tăng trưởng. We have his word to grow and his mark in our soul. Vì vậy theo anh chị em, so what for you? Chiên và dê có phải là bây giờ không? Sheep and goat. Hay là thời đại sau 1000 năm? For now or for the thousand years. Vậy bây giờ tôi và anh chị em là chiên hay là dê? So what are we? Chắc chắn là chiên. We are absolutely sheep. Tôi thấy ở trên đây 50% là chiên và 50% là dê. I see right here is 50 sheep, 50 with goat. Tôi thấy ở phía trên sáng, ở dưới kia tối thui. I see the lights in front and the dark back. Cho nên mấy người mà cái mặt sáng sáng là chiên, mấy người ở dưới kia tối thui là dê. So the one who see the face is sheep and the one back there is goat. Được không ạ? Anh em có dép chân, anh em ném dép cho tôi hết. Lý do ở dưới tối là tại vì mấy cái đèn dưới tắt hết trơn rồi. It's dark by there because there's no light down there. Đôi khi bên ngoài nó tối. Maybe it's dark outside. Nhưng bên trong là sự sáng thôi. But inside there's the light. Sự sáng bên trong không tùy thuộc là trắng hay là đen. The light inside doesn't depend. Nhưng sự sáng bên trong tùy thuộc vào đức tin chúng ta trên Jesus Christ. But depend on your faith on. Và anh đảm bảo cho tôi bà chị em chắc chắn cho tôi bà chị em tới ngày cuối cùng. And for sure that you have doubt. Vì cho trắng hay là đen. Dẫu cho trắng hay là đen. So doesn't matter black or white. Dẫu cho cao hay là thấp. Tall or short. Dẫu cho mập hay là ốm. Big or thin. Dẫu cho mũi xẹp hay là mũi cao. Not depend on your appearance. Nếu tin Chúa Giêsu, đều là chiên của Chúa. You are the sheep when you believe in him. Amen. Chúng ta là chiên của đồng con Ngài. You are the sheep of Christ. Amen. Cho nên những cái tiếng nói sai trật. So all the world. Những cái sự nghi ngờ sai trật. All the doubt. Ai đó áp đặt anh chị em là dê hay là sói gì đó. Who that put on you? Chúng ta không quan tâm về điều đó. You don't need to care about. Không phải do con người nói chúng ta là gì. Not by the word of human. Mà quan trọng lời hứa của Chúa là gì với chúng ta. But by the promise of God. Nếu Ngài hứa chúng ta, chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. His promise, we are sheep. Chúng ta là tôi của Ngài. We are His servant. Chúa nói rằng chúng ta được cứu từ ơn điển mới tin. We have been saved by the grace. Thì hãy tin xác quyết về điều đó. So believe it. Và chắc chắn có niềm tin đó. And rest assured. Thì việc làm lành sẽ đi theo. The word of God will with you. Việc làm lành là để làm sáng danh Chúa. The good word will be with you. Làm cho Chúa được cho được vinh hiển. And you do it for God. Hoặc ăn và con. Do it for His hay là glory. Hay là chi khác. Everything. Hay vì sự vinh hiển của Đức Chúa mà làm. All for the glory of God. Ngài được vinh hiển qua đời sống tôi và chị em. His glory will show by our. Cho nên biết chắc sự cứu rỗi. So you believe. Để chúng ta không còn nghi ngờ. So there's no để doubt. Chúng ta không còn sợ hãi. There's no fear. Để chúng ta không còn bất
quan. No more doubtful. Mà vững tâm để phục vụ Đức Chúa Trời. But keep faith and strong to serve. Tiếp tục làm công việc Chúa một cách dư dật. Doing His work continuously. Để nhận phần thưởng ngày Chúa Giêsu trở lại. So we have the reward when He came cùng back. Nhau giữ đức tin để tiếp tục để bước đi. Keep your faith to walk. Đó the một world. Cái sức mạnh. And have the strength. Để có thể giúp đỡ cho những người được giải cứu, được chữa lành. To help the other. Amen anh chị em. Amen. Chúng ta không phải là tội nhân. We're not a sinner anymore. Nhưng chúng ta là những thánh đồ ở trong Chúa Jesus Christ. But we are apostle in Christ. Được nên thánh tuyệt đối. We be being purified. Được tâm chính tuyệt đối bởi huyết Chúa Jesus. We being called righteous. Được cứu chuộc đời đời trong Chúa Jesus Christ. Saved forever in Christ. Amen. Amen. Chào những người thánh đồ và được cứu đời đời trong Chúa Jesus Christ. Say hello to the apostle. Amen. Forever. Hãy bước lên, bắt tay và đó là chào những người thánh đồ và những người được cứu chuộc trong Chúa Jesus Christ. Stand up and say welcome to the apostle. Hallelujah. Vui mừng lên ông bà chị em. Vui mừng bởi vì Chúa của chúng ta đã đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Cảm ơn Chúa. We thank God for Hallelujah. Dạ tôi chỉ đọc tiếng mời mục sư Phạm Thị Liên với đây để cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.